Như A Na bà đạt đa long vương vĩnh viễn lìa khỏi mọi nhiệt não trong loài rồng, đại bồ tát cũng lạ như thế, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả ưu não của thế gian, tuy hiện thọ sinh mà không nhiễm trước như bốn con sông lớn thấm nhuần tất cả đất đai cõi diêm phù đề thấm nhuần rồi chảy vào trong biển cả đại bồ tát cũng lại như thế dùng sông bốn trí thấm nhuần trời người sa môn bà la môn khiến cho họ khắp vào biển trí huệ a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề dùng mười thứ lực để trang nghiêm những gì là bốn một là sông nguyện trí cứu hộ điều phục tất cả chúng sinh thường không ngừng nghỉ hai là sông trí ba la mật tu hạnh bồ đề lợi ích chúng sinh đời quá khứ vị lai hiện tại liên tục vô tận rốt ráo nhập vào biển trí của chư phật ba là sông trí tam muội của bồ tát vô số tam muội dùng để tra nghiêm thấy tất cả chư phật vào biển chư phật bốn là sông trí đại bi đại từ tự tại cứu khắp chúng sinh phương tiện nhiếp lấy không có ngừng nghỉ tu hành môn công đức bí mật rốt ráo nhập vào biển thập lực như bốn con sông lớn từ ao vô nhiệt chảy ra rồi rốt ráo vô tận nhập vào biển cả đại bồ tát cũng lại như thế dùng đại nguyện lực tu hạnh bồ tát tự tại chi kiến không cùng tận rốt ráo nhập vào biển nhất thiết trí như bốn con sông lớn nhập vào biển cả không có gì chướng ngại khiến cho không nhập vào biển Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền, thành tựu nhất thiết trí huệ quang minh, trụ nơi Pháp Bồ Đề của tất cả chư Phật, nhập vào trí của Như Lai không có chướng ngại, như bốn con sông lớn chảy thẳng vào biển, trải qua nhiều kiếp cũng không nhàm mỏi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng hạnh nguyện phổ hiền hết kiếp vị Lai tu Bồ Tát hạnh, vào biển Như Lai chẳng sinh nhàm mỏi. Phật tử như khi mặt trời mọc lên, cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly li, và tất cả đủ thứ báu vật khác trong ao vô nhiệt đều có bóng mặt trời hiện ra trong đó. Những cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly, li, tất cả báu vật cũng đều lần lượt hiện bóng, chiếu soi lẫn nhau, không có chướng ngại đại bồ tát cũng lạ như thế trụ tam muội này trong mỗi lỗ chân lông thân mình đều thấy chư phật như lai nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật cũng thấy hết thảy cõi nước đạo tràng chúng hội của các đức phật đó ở chỗ mỗi đức phật nghe pháp thọ trì tiên hiểu cúng dường đều trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết ức na do tha kiếp mà chẳng nghĩ nhớ thời tiết dài ngắn các chúng hội đó cũng không bị chặt hẹp